Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình có nhận một con máy bình nóng lạnh của khách vừa về bảo dưỡng và vừa sửa chữa cái bệnh hiện tượng của bình nóng lạnh là nóng lâu, lâu nóng luôn. Thì là nguyên nhân vì sao? Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho mọi người hiểu nha. Thì bình nóng lạnh nhá, thì sử dụng lâu ngày thì hay có hiện tượng là nóng lâu và thậm chí là không nóng hoặc là chỉ ấm ấm thôi. Thì nguyên nhân là do dùng lâu ngày thì cái đá vôi này, đây cái đá vôi mình mới đổ ra đây, là nó bám vào cái thanh đốt này. Đó. Đây, nó bám vào bề mặt của thanh đốt này thì dẫn đến là cái thanh đốt này là nó không thoát được nhiệt ra ngoài làm ấm nước, là do cái đá vôi là nó gọi là nó che lại thì nhiệt nó không thoát được ra thì dẫn đến nước rất lâu. Mà nếu mà hiện tượng mà này mà để lâu thì dẫn đến là hư dây máy xo, hư cái thanh đốt này và phải thay. Thì cách khắc phục thì rất đơn giản thôi, mọi người tháo bình nóng lạnh ra, vệ sinh bảo dưỡng, vệ sinh bảo dưỡng lau luôn và gọi là chùi rửa cái thanh đốt này để không cái cặn nó phan xi nó không bám vào. Thì thời gian bảo dưỡng của bình nóng lạnh này thì 1 năm, thì anh em nên vệ sinh 1 lần này để cho bình nóng lạnh được nói chung được sạch sẽ cũng như an toàn hơn. Thì nguyên nhân mà bình nóng lạnh mà lâu nóng thì nó chỉ có vậy thôi, đơn giản thôi, thì do đá vôi thôi, nó bám vào bề mặt thì nó không thoát nhiệt dẫn đến nóng lâu đó. Anh em vệ sinh thì cái là được, là dùng ok ngay. Thì giờ mình hướng dẫn cho anh em là cách tháo ra vệ sinh luôn nha. Đây của nó là như thế này đây, thì nó có 3-6 con ốc xung quanh này, cái bù lông của nó đây. Thì mình đã tháo và giờ mình lắp hở lại cho mọi người đỡ mất thời gian thôi. Mình dùng cái tên 10, mình mở từng con bu lông ra và mình nhấc cái tấm ốp này ra này. Đó. Đấy. Khi nhấc tấm ốp thì ta nhấc cái thành đốt của bình nóng lạnh ra. Và anh em này dùng nước rửa vào đây, xối vào đây và ta đổ vào đây. Lúc nãy mình vừa có xối và đổ ra đây, nó như thế này đây, bên trong thì toàn đá vôi không đây. Còn cái thanh đốt này thì nếu mà anh em mua được cái dung dịch của tẩy cặn canxi á thì càng tốt đây. Thì có thể ngâm thì nó sẽ tự hòa tan ra, còn không thì ta lấy búi sắt ta đánh. Đấy, búi sắt ta đánh thì cũng ok, nó cũng bám, nó cũng không dai đâu, là cô dùng được luôn. Khi vệ sinh sạch sẽ thì ta lắp lại như cũ thôi và dùng thôi. Và nhớ là mọi người đây, cái gioăng này này thì nhớ vào anh em là vặn đều tay tất cả các ốc nha, tức là vặn lần lượt các ốc mà phải đều tay. Cái gioăng cao su là nó mới kín được, nó mới không dí nước ra. Đấy. Còn mà trong khi bảo dưỡng mình đóng lạnh thì nếu mà phần biện thì anh em có nếu mà tháo ra được thì càng tốt, còn không tháo ra được thì ta bọc kín lại để kho nước khỏi chảy vào phần điện nhé, gây ra chập cháy nhé. Đấy, thì hôm nay mình có hướng dẫn cho mọi người là cách tháo một chiếc bình nóng lạnh ra vệ sinh. Nó không có gì phức tạp, đơn giản, và chỉ cho các mọi người là hướng dẫn là cái bình nóng lạnh này là có hiện tượng là lâu nóng, nóng chậm, thì đơn giản vậy thôi. Thì nếu mà bảo dưỡng vệ sinh thì 1 năm mọi người lên bảo dưỡng vệ sinh nha, 1 lần nha, để cho bình được sạch sẽ và sử dụng được an toàn hơn nha. Rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy video của mình hay và bổ ích thì cho mình xin 1 like. Có ý kiến thắc mắc gì thì hãy comment xuống dưới, mình sẽ giải đáp.
Nếu bạn chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh nha, thì nhớ bấm vào chuông và tất cả để không bỏ sót cái video của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.